quý vị các bạn, máy đánh khí chắc hẳn không còn là một sản phẩm xa lạ đúng không ạ? Sản phẩm này được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực hỗ trợ hiệu quả cho người dùng. Và ngày hôm nay Thu Phương sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc máy đánh khí Arwa AW-2025. Hãy cùng Thu Phương xem bộ sản phẩm này có những gì nhé. Bộ sản phẩm máy đánh khí Arwa AW-2025 bao gồm một thân máy chính với các phụ kiện: hai bánh xe, đầu lọc gió và các phụ kiện kèm theo. Máy đánh khí được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như là sơn, bắn đinh, bơm xe và hoạt động rất là êm, nên các bạn có thể làm việc ở trong gia đình, công trường hay là ngay vào ban đêm nữa mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Như các bạn có thể thấy đây thì máy đánh khí Arwa AW-2025 có thiết kế rất chắc chắn, được làm bằng chất liệu cao cấp nên có chất lượng tốt. Máy đánh khí sử dụng motor dây đồng, có khả năng làm việc liên tục trong nhiều giờ mà không lo bị đốt cháy motor. Arwa AW-2025 có thiết kế tiên tiến, an toàn cho người sử dụng với van chắc chắn và bền bỉ. Máy đánh khí Arwa AW-2025 có bình chứa dung tích 24 lít và dung tích càng lớn thì sử dụng được càng lâu. Về thông số kỹ thuật thì nguồn điện áp của máy làm 220V 50Hz. Với chỉ số nén là 0,8 MPa, dung tích bình chứa là 24 lít, với công suất là 2 HP và lưu lượng là 200 lít trên phút. Về cấu tạo thì máy bao gồm một bình khí có dung tích là 24 lít và các bạn có thể lắp bánh xe ở phía dưới để máy có thể di chuyển dễ dàng. Các bạn có thể quan sát phía bên máy có vạch báo dầu để dễ dàng quan sát. Phía bên trên phần motor của máy các bạn sẽ lắp đầu lọc gió. Phía bên có đồng hồ đo áp suất khí, gioăng đẩy áp suất khí, van điều chỉnh áp suất khí ra, bình nhiên liệu được trang bị đi kèm. Khi sử dụng máy đánh khí thì các bạn chú ý các nguyên tắc an toàn, đọc kỹ trong hướng dẫn sử dụng và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhé. Và để được mua sản phẩm máy đánh khí Arwa AW-2025 thì các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024 3785 5633 hoặc tại Hồ Chí Minh 028 3830 8569 để được tư vấn, hoặc là các bạn có thể truy cập website META.vn để xem chi tiết sản phẩm đang online nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.